Chúc mừng năm mới 2018. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gấu. Đây là video đầu tiên trong năm 2018 đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn trên kênh YouTube Gấu Doan. Các bạn cũng có thể thấy là logo của mình cũng đã thay đổi luôn rồi. Cho nên Gấu hy vọng trong năm nay sẽ có những cái video hay hơn, bổ ích hơn, đẹp hơn sẽ chia sẻ đến cho các bạn. Mở đầu năm mới, Gấu xin chia sẻ cách mình đã vượt qua mụn ẩn như thế nào. Đây là một loại mụn mà từ trước đến giờ Gấu chưa bao giờ bị gặp phải. Nhưng mà từ sau khi năm ngoái mà Gấu đã điều trị mụn viêm xong thì tự nhiên ở hai bên má và phần cằm nó lại có mụn ẩn rất là nhiều. Mà không hiểu nguyên nhân tại sao dù mình đã dưỡng da và tẩy trang rất là kỹ. Có chắc chắn là có rất là nhiều bạn đang gặp phải vấn đề này và cũng băn khoăn không biết tại sao lại bị như vậy và cách nào để có thể hết được mụn ẩn. Mụn ẩn là một loại mụn khá là khó trị. Mụn ẩn khác với mụn thường là nó trùng với màu da và nó làm cho bề mặt da của chúng ta bị sần lên và trông rất là mất thẩm mỹ. Nó mọc theo từng cụm và dễ tái đi tái lại nhiều lần. Nguyên nhân gây ra mụn ẩn là do bị bít tắc lỗ chân lông và nó sẽ không gây viêm mà nó chỉ nằm như vậy để trêu ngươi chúng ta thôi. Gấu đã trị dứt mụn ẩn ở hai bên má. Bây giờ sờ vào da của mình khá là láng mịn, nhưng mà vẫn còn một chút xíu mụn ẩn ở phía dưới cằm. Nó rất là sần sùi và nhìn khá là khó chịu. Để trị mụn ẩn thì mình cũng đã nghĩ ra rất là nhiều cách, cũng giống như là cái thời mà Gấu điều trị mụn viêm vậy đó. Nhưng mà cái Retin A khi mà Gấu dùng để điều trị mụn viêm thì mình thấy nó không thực sự hiệu quả đối với mụn ẩn. Cho nên là Gấu quyết định dừng lại toàn bộ mỹ phẩm mà mình đang sử dụng. Tại vì có thể một trong những số đó là nguyên nhân gây ra mụn ẩn. Và sau đó thì Gấu đã tìm ra được một routine mới, nó giúp cho Gấu giảm hẳn mụn ẩn một cách hoàn toàn bất ngờ. Tại vì trước đó mình đã thử rất là nhiều cách nhưng mà không hề hiệu quả. Và routine này thì cũng sẽ có 3 bước, đó chính là tẩy trang, tẩy tế bào chết và dưỡng da. Ngoài một vài món mà mình đã dùng từ rất lâu mà không gây mụn cho nên là Gấu vẫn giữ lại, thì trong routine lần này Gấu sẽ dùng trọn bộ sản phẩm của Tristan Lenat. Đây là một hãng của Pháp với những chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên. Gấu biết hãng này thông qua một bạn beauty blogger cũng khá là nổi tiếng ở ngoài Hà Nội, xong mua thử một chai toner và sau đó là mua nguyên một bộ luôn. Đặc điểm của Tristan Lenat đó chính là bao bì làm bằng nhựa và thủy tinh và nó có màu xanh như thế này, hạn chế tia UV chiếu vào và làm ảnh hưởng đến sản phẩm ở bên trong và bảo quản cho sản phẩm này tốt hơn. Và Gấu cũng tin tưởng một phần nào cái sản phẩm này tại vì sản phẩm này được chiết xuất từ thành phần từ thiên nhiên và nó có thể sử dụng luôn cho cả mẹ bầu, tại vì ở trong này nó không có chứa paraben và các chất tẩy rửa. Các bạn nên lưu ý là routine lần này sẽ dành cho da hỗn hợp, còn những bạn là da dầu hoặc là da khô thì các bạn có thể tham khảo tại vì sẽ có một số sản phẩm dành cho da của các bạn. Tẩy trang là một phần rất là quan trọng trong việc làm sạch sâu lỗ chân lông. Các bạn thường có bao nhiêu bước? Còn bản thân Gấu thì sẽ có thứ tự như sau. Đầu tiên là Gấu sẽ sử dụng dầu tẩy trang Clinique dành cho mắt môi. Nếu như mà ngày hôm đó thì mình có sử dụng mascara hoặc là son môi nhiều thì mình sẽ sử dụng chai này. Sau đó thì Gấu sẽ sử dụng thêm sáp tẩy trang của Banila Co. Đây là một sản phẩm sáp tẩy trang mà Gấu đã sử dụng gần hết hũ rồi, tại vì sử dụng nó rất là thích. Từ trước giờ mình chưa sử dụng sáp tẩy trang nào mà thích như là sản phẩm của Banila Co này hết. Và tiếp theo Gấu sẽ sử dụng micellar water của Tristan Lenat. Sau cùng là mình sẽ rửa lại bằng sữa rửa mặt của La Roche-Posay. Các bạn có nhìn thấy cái sản phẩm này nó quá là quen thuộc trong tất cả các clip về dưỡng da của Gấu. Gấu luôn dùng sữa rửa mặt của La Roche-Posay đúng không? Sản phẩm micellar water này có một cái công dụng đặc biệt liên quan đến trị mụn và trị mụn ẩn. Thành phần nước được chiết xuất từ 4 loại hoa: hoa cam, hoa hồng, hoa kim mai và hoa sa cúc lam. Trong sản phẩm này có một lượng nhỏ acid citric đóng vai trò giống như là AHA tự nhiên, sẽ giúp cho da của mình được detox, loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng. Và ngoài ra thì nó có thể làm giảm được đốm nâu và vết thâm do mụn gây ra. Nhưng mà cái sản phẩm này chỉ có da khô và da hỗn hợp mới sử dụng được thôi. Rất tiếc là hãng này không có sản phẩm nước tẩy trang dành cho da dầu. Sau khi tẩy trang xong thì Gấu sẽ sử dụng tiếp luôn toner để tránh cho da mình bị mất nước. Gấu dùng toner Romarin, thành phần chứa 98% tinh chất thiên nhiên chiết xuất từ hoa hương thảo, có tác dụng làm sạch sâu lỗ chân lông và lấy đi lượng dầu thừa trên da. Và cái sản phẩm này thì sẽ phù hợp cho các bạn da dầu mụn và da hỗn hợp, tại vì nó có khả năng là sẽ lấy đi lượng dầu thừa trên da của bạn. Và nó sẽ khử trùng và làm sạch lỗ chân lông. Sản phẩm này Gấu khá là thích tại vì
Tunnel này nó được chiết xuất từ 98% là thiên nhiên. Nếu như các bạn có đọc thành phần thì các bạn sẽ thấy là chỉ có 3 thành phần duy nhất ở trong cái chai tunnel này thôi. Và khả năng cấp nước của em này cũng khá là đáng kể. Mình vừa rửa mặt xong, Gấu sử dụng cái tunnel này thì mình thấy là da của mình mát mịn và giữ được cái độ ẩm khá tốt. Nhưng mà có một điểm trừ mà Gấu không thích cái em này, đó chính là cái mùi của nó hơi mạnh so với Gấu. Giống như là mùi dầu cù là vậy đó. Mùi dầu gió mà ngày xưa mình hay sử dụng á. Toner này không chứa cồn cho nên nó rất là dịu nhẹ và các bạn có thể để trong tủ lạnh để chúng ta có thể làm lotion matte cũng được. À, chắc là các bạn cũng đang tự hỏi là tại sao trong Micellar Water đã có AHA rồi mà Gấu vẫn tiếp tục tẩy tế bào chết. Thì thật ra là AHA ở trong Tristan Lenat có một chút xíu à. Nó chỉ đủ để tẩy tế bào chết một cách nhẹ nhàng cho nên là Gấu vẫn phải tẩy tế bào chết một tuần 2 lần. Và lần này thì Gấu sẽ sử dụng đường với lại mật ong. Bình thường thì Gấu vẫn sử dụng tẩy tế bào chết hóa học, nhưng mà khi mà mình bị mụn ẩn thì Gấu cũng dẹp luôn và Gấu sử dụng mật thiên nhiên để cho có hiệu quả cao nhất. Về dưỡng da thì Gấu sẽ chỉ giữ lại đúng 3 món, đó chính là toner, tinh dầu khô và kem dưỡng. Gấu bỏ luôn cả serum và facial oil luôn. Về toner thì Gấu đã nói ở phần trên, và sau khi dùng toner thì Gấu sẽ sử dụng em tinh dầu khô Exotic này. Tinh dầu khô thì nghe có vẻ hay hay ha. Đây là một dạng dầu hỗn hợp được tách dầu khoáng tự nhiên bằng công nghệ tiên tiến, giúp các thành phần dưỡng trong tinh dầu nhỏ và nhẹ hơn, dễ dàng thấm sâu vào da và không bị nhờn rít, bí hay nặng da. Và sản phẩm này thì thích hợp cho mọi loại da, kể cả da dầu mụn. Thành phần chính của tinh dầu khô này được chiết xuất từ 5 loại dầu, đó chính là dầu hạt hoa hướng dương, dầu argan, dầu hạt nhân, dầu mè và dầu hạt trái mơ. Tất cả các loại dầu này thì nó có một cái đặc điểm, nó có chất chống oxy hóa cao, khả năng chống lão hóa tốt, nó có những cái vitamin E, vitamin A, vitamin C, D vân vân, giúp cho da của mình mịn màng hơn. Và ngoài ra thì nó còn giúp cho da của chúng ta săn chắc và mềm mịn hơn. Và nó cũng rất là tốt cho da bị mụn. Cái sản phẩm này ngoài có thể sử dụng trên da mặt thì còn có thể sử dụng cho body và cả cho tóc nữa. Và cái sản phẩm này khi mà lên da thì nó khô ngay lập tức và nó không bị nhờn rít. Và những bạn nào mà da khô thì các bạn có thể sử dụng tinh dầu khô này vào bước cuối cùng để các bạn có thể khóa ẩm. Còn những ai da dầu thì chỉ nên sử dụng tinh dầu khô này vào buổi tối thôi. Và cuối cùng là kem dưỡng ẩm. Buổi sáng thì Gấu sẽ sử dụng kem dưỡng ẩm của Banilaco. Em này có tên là Dehydration Boosting Cream. Em này Gấu đã có nhắc rất nhiều và rất là chi tiết ở trong cái clip các bước dưỡng da sau khi phi kim và lăn kim. Cho nên là những bạn nào mà muốn biết về em này thì các bạn hãy vào clip đó xem lại nha. Còn buổi tối thì Gấu sẽ sử dụng kem dưỡng ẩm dành cho ban đêm của Kristen Lenat. Thực ra thì cái kem dưỡng da ban đêm này nó có tên, nhưng mà tại vì tên toàn bằng tiếng Pháp cho nên là các bạn miễn cho Gấu đọc tên ha. Kristen Lenat cũng có kem ban ngày, nhưng mà tại vì ở nhà Gấu vẫn còn cái hũ này cho nên là Gấu quyết định là chỉ mua cái hũ kem ban đêm để thử thôi. Công dụng của em này là dưỡng ẩm, chống nếp nhăn, tái tạo và nuôi dưỡng làn da ban đêm. Nói tính ra thì nó không có liên quan gì đến việc điều trị mụn, nhưng mà những cái sản phẩm nào mà nó có liên quan là chống oxy hóa cao hay là chống lão hóa cao thì Gấu đều rất là thích dùng thử, tại mình cũng đã đến độ tuổi đó rồi. Kết cấu em này đặc vừa phải, mùi hương nhẹ và dễ chịu kinh khủng. Khi bôi lên da, kem thấm liền và không bị nhờn rít. Da Gấu sau khi sử dụng em này xong thì mềm ơi là mềm. Và các bạn cũng nên nhớ là dưỡng ẩm đầy đủ cũng là một cách để điều trị dứt mụn ẩn. Và wow, trong cái video ngày hôm nay rất quá nhiều thông tin. Và chỉ còn một thông tin nữa mà Gấu muốn gửi đến cho các bạn, đó chính là Gấu cũng có đi nặn mụn. Tại vì thật ra là nhìn như vậy thì ngứa mắt lắm, nhưng mà nếu mà mình tự nặn thì nếu mà không có kỹ năng thì nó sẽ dễ làm cho mụn của mình bị viêm và nó sẽ còn bị nặng hơn. Cho nên là các bạn nếu mà muốn nặn thì các bạn hãy đến những cái spa uy tín để người ta giúp cho mình sạch mụn ha. Và sự thật là chỉ trong vòng một tuần mà Gấu đã sạch hết mụn ẩn ở hai bên má, và nó chỉ còn một chút xíu mụn ẩn ở ngay vị trí cằm, các bạn có thể nhìn thấy khá là rõ. Cho nên là Gấu sẽ tiếp tục kiên trì trong một thời gian sắp tới để có thể loại bỏ sạch được những cái mụn ẩn ở dưới cằm này, để cho da của mình thật là đẹp để mình có thể đi đón Tết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi cái video hơi dài này.
Hy vọng nó giúp ích được cho các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye.